ơi, nhìn cái bếp bọn nó kìa. Bếp đâu? À, bỏ rồi. Wow, ai lúc kỳ gây. Bốn trăm cờ lưu nữa là em không bắt tờ. Ow. Dơ. À thôi không có gì. Trời ơi. Nói non là tự ái. Chém. Ơ à, chém chém. Chém là sao được? Chém con ong ấy. Đâu phải ong chị ơi. Cứ lúc nào không biết luôn á. Tôi không có 6 mấy bè 12 à. Cậu quay lúc nghe nó bắn gì. Ê dùng gì đó rồi. Và thấy nó cũng có hiệu quả hết. Mà lên. Treo luôn chị, treo luôn. Treo ghế nha 2 tầng á. Kìa. Bên trái. Tu ghế rồi. Trời ơi, còn nấp nữa. Thì chị ông chứ mày chính để cho nó... Mày chính đứng FK kìa, cương luôn. Chị có thể bắn số 2 không? Đúng rồi. Trời ơi, có ai khác gì? Như gương thì nó hơi... Không chém được! À, không chém được! Mẹ người khốn nạn! Bác của tôi! Toàn cái gương thật là ngu si! Thôi bắt con Mac đi, bắt thằng Lucky Guy xa lười quá! Bắt con Mac thì bắt nó được máy! Trời, con đi lò dò nữa trời! Con robot ở kia kìa. Đi qua đâu có đường vậy? Hơi xa. Có ghế không? Mình đâu có ghế không? Có. Cái dưới kìa kìa. Hello fan. Hello bạn. Không, mình không hello bạn, mình hello. Ôi nó dậy được này, nó đang dậy em ơi. Trời, full dậy. Là full dậy có sống được không? Thôi mình sẽ được thôi. Phun dậy rồi có sống được không? Rồi chiêu ghế như 2 tầng luôn. Ghế đó ghế chết. Nói chung là ghế đó cũng là ghế sống nhưng mà là ghế chết hơn. Nó dậy được cứ ra chạy rồi. Cứ ra chạy được thì sống, còn không chạy được thì chết. Ơi cái máy nó hiệu ứng cái máy luôn á. Chị biết. Nó không gì nó ho đâu chị. Trời ơi. Ủa nó không trúng ghế kìa. Em biết sẽ bờ linh với nó luôn mà. Treo xong rồi bờ linh cũng được mà. Kìa, Lucky Guy kìa. Lucky Guy trong máy á chị.
nó dùng robot, nó kia dùng robot. Robot mà, nhưng mà trong cái máy á, xung quanh cái máy á, xung quanh cái tường đó. Nó đứng xung quanh cái tường đó. Đấy. Rồi. Con robot này có thêm cái gạt bay. Một gương hai chém. Một gương. Đi thì đi. Lấy đồ đi đi. À. Miếng. Nó có tay. Em bị đuổi đi tắm chị ơi. Đi đi. Cũng thôi quá rồi đấy. Nó chỉ đang đi theo tôi thôi nữa hả? Sao? Cái này bên cuối nặng không? Ừ, cái này bên cuối nặng chị, chị đang đây đó. Đi vào đèn pin. Đó, tụi nó chơi kiểu không? Bốn thằng đều cầm đèn pin. Cái xong thằng đang khai thật kia là dưới đèn pin. Cái xong ba thằng á, đều dưới đèn pin hết. Để cho cái thằng đó nó tự nhiên rồi. Cái xong bốn thằng là dưới đèn pin. Ủa, cái con trong con sơn một cái đây lấy nó hai giúp chị. Nó có khả năng là lật ngược, nó lấy cái con sơn kia thành hai đen nè. Ờ, con sót sót Ủa vừa mới thấy dấu chân xong mà không thấy người đâu cả. À đây. Thì khỏi cứu chứ làm sao, chị đã làm gì đó lộ chỗ hí. Vậy thôi. Hmm.
sáu ma kìa. Trời. Xem chúng kìa. Nó cứu được con doctor rồi. Thì chưa vào mà cứ ăn ăn hít hoài. Để cứu à? Chết thay. Người ta quan trọng tình anh em, chỉ quan trọng sống thôi. Ok.